Ờ, cái này những cái bậc uh, phụ huynh mà có con em thì uh, skip qua cái này dùm ha uh, và quý vị tự đọc thôi sư không có đọc uh, thưa quý vị đó cái uh, quý vị nên hiểu như thế này nè quan hệ vợ chồng thì không có phạm giới tài dâm nhé quan hệ vợ chồng không phạm giới tài dâm à, còn định nghĩa như thế nào á, là quan hệ đó quan hệ nam nữ quan hệ khoái tính quan hệ tính tính dục thì định nghĩa theo tặng luật suy dựa trên tặng luật sẽ định nghĩa cho quý vị ha đó là khi cái nam căng của người đàn ông đưa vào bất kỳ một cái khiếu huyệt nào của người hay thú thì đó được tính là quan hệ tính dục và khi mà đưa vào đấy khi cái năm căn mà đưa vào bất kỳ cái khiếu huyệt nào đó thì cái việc đưa vào nó chỉ chỉ cần là bằng kích thước nó khoảng cách đó, bằng một cái hạt mè thì nó đã tính là quan hệ rồi chứ không à, mặc dù đó, là trong tạng luật có chia ra làm ba giai đoạn ha giai đoạn đầu giai đoạn giữa giai đoạn cuối tuy nhiên chỉ cần mà đưa vào bằng một hạt mè thôi thì đã được tính là quan hệ tính dục rồi đây là sự định nghĩa về từ ngữ Ừ, đấy nói để cho quý vị hiểu và thêm một vấn đề nữa đó là cái việc uh, quan hệ vợ chồng ấy mặc dù uh, nó không phạm giới tà dâm uh, nhưng mà mình vẫn nên có sự tiết chế. bởi vì đó bản thân nó là cái biểu hiện của cái việc tâm tham dục của mình ấy nó mạnh mẽ và mình phải học cách tiết chế nó lại trong một cái vị trưởng lão khi mà nghiên cứu nghiên cứu về cái lịch sử Ấn Độ phát hiện ra một cái vấn đề rất là thú vị đó là các cái vị bà la môn thời xưa mặc dù cũng có vợ à, thậm chí không chỉ là một bà vợ nhưng mà họ rất tiết chế trong cái vấn đề sinh hoạt vợ chồng họ nghĩ như thế này nè một cái con bò đó một tháng nó chỉ con bò đực nó chỉ gần gũi con bò cái hình như là chỉ một hay hai lần thôi sẽ không nhớ chỉ một hay hai lần thôi mà nếu như con người mà vượt qua cái số lần đó thì nó không bằng thì nó còn thua cái loài động vật nữa đấy cho nên họ rất là tiết chế ừ. à, ngoài ra đó trong một cái bài kinh khác mà Đức Phật có uh, có nói như thế này với một vị bà la môn một người đó mà họ còn quan hệ nam nữ trong đó bao gồm luôn cả quan hệ vợ chồng thì người đó sẽ không tránh khỏi địa ngục và không tránh khỏi cảnh giới đau khổ. Cái vấn đề là chỉ chỉ quan hệ vợ chồng thì nó không dẫn đến địa ngục, đương nhiên nó không dẫn đến địa ngục. Nhưng mà cái tâm tham của mình, ấy, tham dục ấy, khi mà mình nuông chiều đó, mình để cho nó nổi trội, nó vượt trội đó, thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khác, chỉ không riêng gì đối với việc quan hệ vợ chồng và bản thân cái tâm tham khi mà nó vượt trội mà mình không có cái biện pháp mình giải quyết nó một cách đúng pháp thì nó sẽ dẫn đến cái việc là mình sẽ làm những cái nghiệp đi chúng đưa chúng ta đến những cái cảnh giới không có hạnh phúc ha